Quả phạt góc dành cho U23 Việt Nam. Đó là những tình huống xử lý cần thiết. Sự thay đổi người bên phía U23 Việt Nam chuẩn bị được thực hiện. Phan Văn Đức, tiền vệ màu áo số 14 sẽ được vào sân thi đấu ở trong những phút sắp tới. Và anh sẽ thay thế cho Công Phượng. Một trận đấu mà Công Phượng cũng đã chơi rất tốt, với nhiều lần khuấy đảo hàng phòng ngự của U23 Australia. Một động thái sẽ tăng cường cho khả năng tranh chấp và dứt nhiệt tốt hơn ở khu vực giữa sân của U23 Việt Nam, khi mà trong những phút vừa rồi đối phương gia tăng sức ép rất mạnh mẽ về phía khung thành của chúng ta với việc bổ sung Dani Da Silva ở khu vực giữa sân. Trước khi trận đấu này diễn ra, Công Phượng tỏ ra khá tự tin với cái duyên của anh ghi bàn vào lưới của bóng đá Australia, nhưng ngày hôm nay thì điều đó đã không xảy ra. Vẫn còn. Lưới U23 Hàn Quốc và U23 Australia, những đội bóng đến từ những nền bóng đá hàng đầu của khu vực châu Á. Anh Khắc Cường ạ, tôi vẫn luôn lo sợ nói trước bước không qua. Trước khi trận đấu diễn ra, tôi đã định nói rằng là ở phía trước nữa. Và đây là lúc mà U23 Australia sẽ còn tấn công mạnh mẽ hơn và gây sức ép nhiều hơn đối với khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Popovic đã vào sân để thay Chamness. Đã có một khí thế thi đấu tuyệt vời và rất tưng bừng dành cho đội tuyển U23 Việt Nam, thể hiện trong hàng loạt những pha hãm thành, hàng loạt những tình huống sút bóng để rồi dẫn đến cú sút cuối cùng là của Quang Hải. Vâng, anh Khắc Cường ạ, không biết anh có để ý hay không, với việc tung Popovic vào sân thì huấn luyện viên Arthur Milicic đã sử dụng tới 6 cầu thủ trong tổng số 8 cầu thủ từ châu Âu trở về khoác áo đội tuyển U23 Australia để đối đầu với U23 Việt Nam trong trận này. Nhưng hiện tại thì đội bóng của ông Milicic đang bị dẫn trước với tỷ số là 0-1. Marcus. Pha bóng của Quang Hải cũng cho thấy là cho đến thời điểm cuối trận thì các cầu thủ U23 Việt Nam vẫn còn duy trì được thể lực tốt bằng việc liên tục là những pha băng lên dứt điểm từ tuyến 2. Tiến Dũng rất tốt. Hoan hô Tiến Dũng với những tình huống xử lý như vừa rồi để càng giúp cho các đồng đội thi đấu xung quanh anh có được sự tự tin cao hơn. Vâng, trận đấu trước thì Tiến Dũng đã được chấm điểm với khung điểm là 8,5 điểm trên 10 điểm tối đa.
Và ngày hôm nay không biết là khung điểm dành cho thủ môn này sẽ là như thế nào đây, khi mà anh rất chắc chắn trong các tình huống bóng bổng. Những tình huống anh tự tin và khả năng bắt dính sẽ là những tình huống bắt bóng này. Còn những tình huống không an toàn, anh lựa chọn giải pháp đâm bóng. Và chúng ta lại được chứng kiến màn ăn mừng quen thuộc của huấn luyện Park Hang-seo, giống như những gì ông đã thể hiện trong trận đấu giữa U23 Việt Nam gặp U23 Thái Lan tại giải M150 Cup, trận đấu tranh hạng 3. Một hành động mang đến một cảm giác là huấn luyện viên Park Hang-seo như trẻ lại với cú sút của rất tập trung và bình tĩnh, không bị quấn vào lối đá của đối thủ. Một sự tập trung như vậy chúng ta đã duy trì được trong suốt 75 phút đã qua. Và nhưng 15 phút cuối trận sẽ là quãng thời gian với vô vàn thử thách. Vừa rồi là tình huống phạm lỗi cần thiết của Đức Huy. Đức Huy thực sự là một cỗ máy quét quan trọng ở tuyến giữa để cho người đá tiền vệ trung tâm với anh, đó là Lương Xuân Trường, có thể tập trung nhiều hơn cho sự sáng tạo của mình trong các tình huống kiến tạo cho đồng đội ở phía trên. Đúng là Đức Huy vẫn đang là một mắt xích quan trọng ở hàng phòng ngự tuyến 2 của U23 Việt Nam. Nhưng thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn đang cực kỳ chắc chắn. Một cú đánh đầu tước bóng khá nguy hiểm, gần giống như tình huống mà các cầu thủ U23 Hàn Quốc đã có được bàn thắng thứ hai. Đây là Phan Văn Đức. Văn Toàn đã không vượt qua được trung vệ rất to cao của đối phương, đó là trung vệ áo số 21 Tông Dịch. Màn trình diễn của đội tuyển U23 Việt Nam đang thực sự mang tới rất nhiều cảm xúc trên sân vận động Cô Sơn. Đương nhiên là những cầu thủ viên của chúng ta đang đông hơn so với các cầu thủ viên của Australia. Nhưng phải nói rằng đây chính là trận đấu mà huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò thực sự là biết mình, biết người. Đấu pháp phòng ngự phản công rất khoa học và đã được các học trò của Park Hang-seo triển khai một cách chắc chắn ở trên sân và đã hiệu quả trong các tình huống phản công. Ở trong hiệp 2 này thì bóng liên tục được đưa sang bên phía cánh phải của đội tuyển U23 Australia. Cho dù kết quả cuối cùng của trận đấu này có là thế nào đi chăng nữa, anh Khắc Cường ạ, thì chắc chắn rằng U23 Việt Nam sẽ lại khiến cho làng báo của khu vực châu Á sẽ... thực sự ấn tượng rất nhiều sau lượt trận thứ hai này. Đây là phút thứ 79 rồi. Chúng ta vẫn đang dẫn trước đối thủ rất mạnh của bảng đấu U23 Australia với tỷ số 1-0. Và đây là tình huống mà Buhaja đã có pha chơi rất xấu vào bóng bằng gầm giày đối với Đoàn Văn Hậu. Một pha phạm lỗi xứng đáng phải nhận thẻ của tiền vệ báo số 7 bên phía U23 Australia. Trận đấu trước cao thủ U23 Syria thì Buhaja làm mưa làm gió khi vào sân. Anh có rất nhiều những tình huống tăng tốc, tạo khoảng trống. Đã có 3 lần đối mặt với khung thành thủ môn đối phương, nhưng 2 lần anh tự dứt điểm thì không thành công, còn lần kiến tạo dành cho Blackwood thì đã có được bàn thắng. Nhưng ngày hôm nay là một trận đấu đến thời điểm này là rất mờ nhạt của Buhaja. Phút thứ 80. 80 phút mọi thứ đã diễn ra suôn sẻ và rất tuyệt vời đối với đội tuyển U23 Việt Nam. Đó tiếp tục là một pha bóng phòng ngự tốt nữa. Quang Hải đang là một nhân vật rất đáng chú ý của U23 Việt Nam tại giải lần này, và đặc biệt là trong trận đấu ngày hôm nay.
cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc cho U23 Australia là đội trưởng Stefan Mauk. Những phút cuối trận và huấn luyện viên Park Hang-seo đã luôn yêu cầu các học trò của mình phải giữ được sự tập trung tối đa ở trong những quãng thời gian như thế này. Phạt góc. Quang Hải rất khôn ngoan trước hai đối thủ cao to, nhưng Quang Hải vẫn có một tình huống xử lý tuyệt vời. Văn Thanh không dễ để vượt qua Tông Ích, nhưng đó đã là tốt lắm rồi. Khi mà chỉ có một mình Văn Thanh ở phía trên, các hậu vệ và các đồng đội của Văn Thanh không kịp lên ở trong những tình huống như vậy, khi đang phải dồn sức tối đa ở mặt trận phòng ngự của mình. Vâng, cao thủ U23 Việt Nam của chúng ta đang có cơ hội để tạo nên một chiến thắng lịch sử tại vòng chung kết của giải U23 châu Á. Phút thứ 81, thời gian thi đấu chính thức còn lại của trận đấu còn chưa đầy 10 phút nữa, và thời gian đã bù giờ của trận đấu này chắc chắn sẽ là không nhiều. Chúng ta cần có sự tập trung. Vật liêm bóng đã dọn sang ngang khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Có lẽ người dứt điểm lại là Blackwood. Vừa rồi thì Văn Mai đã mỉm cười với cầu thủ U23 Việt Nam. Đáng tiếc là trong pha bóng vừa rồi thì Văn Toàn đã không thể có được bóng. Lại là một tình huống bóng bổng nữa của Blackwood. Quá nhiều thử thách dành cho hàng phòng ngự của U23 Việt Nam, đặc biệt là kể từ khi Blackwood vào sân. Chiều cao 1m86 đang mang đến một ưu thế vượt trội của cầu thủ này với khoảng không phía trước khung thành của thủ môn Tiến Dũng. Một cú đánh đầu tốt của số 9 bên phía U23 Australia. Những lo ngại của huấn luyện viên Ante Milicic đã trở thành sự thực ở trên sân. Đây là một trận đấu mà U23 Australia bước vào trận với quyết tâm chơi pressing ngay từ đầu, giành chiến thắng và thậm chí là muốn có được chiến thắng đậm trước U23 Việt Nam. Nhưng điều đó đến thời điểm này chắc chắn chúng ta có thể khẳng định là đã bị phá sản. Bây giờ thì U23 Australia thậm chí còn đang miệt mài để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa, cho dù huấn luyện viên Ante Milicic đang sử dụng những cầu thủ tốt nhất của mình ở trên sân. Được chuyền của Gusmark, cầu thủ U23 Việt Nam cần có được sự tập trung giống như những gì mà chúng ta đã có được trước khi có bàn thắng mở tỷ số của Quang Hải. Marcus, đây là Mauk. Susa áp sát rất nhanh. Vẫn là một tình huống trong vị trí tốt nữa của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Người dứt điểm vừa rồi là đội trưởng Mauk. Có lẽ cú dứt điểm của Mauk, bóng đã chạm chân của một cầu thủ và đổi hướng, nhưng rất may cho thủ môn Tiến Dũng, đó là bóng đổi hướng ở vị trí mà anh đã đứng sẵn. Văn Thanh sẽ cần thêm những sự hỗ trợ ở bên phía cánh của mình khi anh đã phải hoạt động rất vất vả ở trong trận đấu ngày hôm nay. Hai cơ hội đáng kể vừa rồi của U23 Australia đều xuất phát từ những tình huống chuyền bóng bên phía cánh này. Tiến Dũng. Tình huống khá nhiều cơ hội nguy hiểm và bây giờ đang có được bàn thắng dẫn trước. Có lẽ đã ý thức được sự nguy hiểm của bộ đội tiền vệ trung tâm, đó là đội trưởng Mauk và người mới vào sân Dani da Silva. Nên các tiền vệ cũng như là hậu vệ của U23 Việt Nam đã làm rất tốt nhiệm vụ theo kèm những cầu thủ quan trọng này của đối thủ. U23 Australia dốc toàn lực để tấn công và đúng là có quá nhiều những thử thách. Văn Toàn, lỗi của cầu thủ mang áo số 15 Keanu Bakus với Văn Toàn. Phút 85, các cổ động viên Việt Nam thật tuyệt vời khi cổ vũ hết mình dành cho các cầu thủ thi đấu ở dưới sân. Ngày hôm qua chúng ta
cũng như là các cầu thủ U23 Việt Nam có lẽ dành rất nhiều những lời khen ngợi cho màn trình diễn của U23 Malaysia và U23 Thái Lan. Và nếu như theo dõi trận đấu ngày hôm nay thì các cầu thủ U23 Thái Lan và Malaysia chắc chắn sẽ dành những sự khen ngợi đối với màn trình diễn của U23 Việt Nam. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Australia với tỷ số 1-0 nhờ pha lập công ở phút thứ 72 của Quang Hải. Thời gian không còn nhiều nhưng vẫn luôn cần sự tỉnh táo của các cầu thủ. Cú phá bóng an toàn của Tiến Dũng. Sự ghép rất lớn đến từ phía U23 Australia. Và một lần nữa thì bóng lại được phát triển ở bên phía cánh trái. Ném biên dành cho đội tuyển của chúng ta. Popovic sau khi vào sân đã hoạt động khá hiệu quả và trở thành một mắt xích lợi hại trong việc liên kết những cầu thủ tấn công của U23 Australia. Cách đây 2 năm tại vòng chung kết giải U23 châu Á diễn ra tại Qatar thì U23 Việt Nam đã thua U23 Australia với tỷ số 0-2. Và đó là giải đấu mà cả U23 Việt Nam và U23 Australia đều phải dừng bước ở vòng bảng. Ở trận đấu này thì U23 Australia muốn giành chiến thắng để trả nợ cho những trận thua của U19 Australia trước U19 Việt Nam trước đây. Còn cao thủ U19 Việt Nam của chúng ta muốn giành chiến thắng để trả nợ trận thua cách đây 2 năm tại Doha, Qatar. Và điều quan trọng là sẽ thắp lên tia hy vọng giành quyền vào tứ kết dành cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở giải năm nay. Đây là Buhaja. Rất tốt. Tình huống hỗ trợ phòng ngự là của Phạm Văn Đức. Phạm Văn Đức đã lăn xả trong tình huống tranh chấp với cầu thủ đối phương. Các cầu thủ phòng ngự của chúng ta đã căng mình đối phó. U23 Australia kiểm soát bóng lên tới 73%, nhưng chất lượng trong những cú dứt điểm. Đang thuộc về các cầu thủ chúng ta, kể cả ở khâu phòng ngự nữa cho đến phút thứ 88 này. Chiến thắng đang tới rất gần với đội tuyển U23 Việt Nam. McGree. U23 Australia đang nôn nóng, còn cao thủ của chúng ta cần phải có được sự tập trung. Pha đi bóng quá lộ liễu của Bakus và người đã kịp thời ngăn cản đó chính là Phan Văn Đức. Phút thứ 88 và chuẩn bị bước sang phút thứ 89 rồi. U23 Việt Nam đang dẫn trước U23 Australia với tỷ số 1-0 nhờ bàn thắng của Quang Hải trong trận đấu ngày hôm nay. Bây giờ thì mọi cầu thủ chúng ta đang lui về bên phần sân nhà. Rất tốt. Phan Văn Đức. Đúng là huấn luyện viên Park Hang-seo đã có một sự thay đổi người hoàn toàn hợp lý khi Phan Văn Đức là nhân vật trung tâm ở trong rất nhiều những pha tranh chấp ở quãng thời gian vừa rồi. Anh đã làm tăng thêm sự hiệu quả trong những tình huống thu hồi bóng dành cho tuyến tiền vệ của tuyển U23 Việt Nam. Phan Văn Đức. Đức Huy. Vừa rồi là pha xử lý không thực sự tốt của chúng ta. Một tình huống mà nếu như bình tĩnh có thể phát động một pha bóng phản công nguy hiểm. Tuy nhiên cũng thông cảm, bởi thời gian còn lại là thời gian mà chúng ta cần phải tập trung tối đa cho cầu phòng ngự. Rất nguy hiểm. Rất may là cầu thủ của đối phương đã bị trượt chân. Hàng phòng ngự của chúng ta đã mắc lỗi, nhưng Buhaja đã trượt chân. Một pha bóng mà nếu như số 7 của U23 Australia không bị trượt chân thì anh đã có thể có cơ hội để ghi bàn gỡ hòa. Đây là phút 90, phút thi đấu chính thức cuối cùng rồi. Đúng là sự sốt ruột và nôn nóng cũng khiến cho cầu thủ U23 Australia gặp khó khăn. Rất tốt.
cự ly đội hình vẫn đang được đảm bảo một cách an toàn. Phút 90. Liên tục là những tình huống tranh chấp của Phan Văn Đức. Ban huấn luyện cũng đang chỉ đạo rất rõ ràng và dứt khoát dành cho các trò của mình về sự tập trung. 3 phút đã bù giờ trong hiệp đấu thứ hai. Một trận đấu vô cùng cảm xúc đang được các cầu thủ U23 Việt Nam tạo ra. Sẽ có một sự thay đổi người chiến thuật, kéo dài thời gian một cách hợp lý của huấn luyện viên Park Hang-seo. Số 20, một cầu thủ có khả năng phòng ngự tốt. Đối với cầu thủ U23 Australia, và với chiến thắng này, U23 Việt Nam đang có nhiều cơ hội để vượt qua vào đấu bảng, ghi tên mình vào vòng tứ kết của vòng chung kết giải U23 châu Á năm 2018 này. Xin được chúc mừng cho cầu thủ U23 Việt Nam, một trận đấu tuyệt vời, một trận đấu đầy cảm xúc, khiến cho những ngôi sao của bóng đá trẻ Australia đã phải